Con xin chào các bạn thầy, các bạn và thầy và thầy cô. Hôm nay con xin được giới thiệu, con tên là Vũ Mạnh Dũng, con sống ở Hà Nội, con học lớp 4A2 trường tiểu học Từ Suối, quận Long Biên. Hôm nay con xin được giới thiệu trò chơi bắt cá. Con khi nhớ lý do con tạo ra trò chơi này là bởi vì khi mà con học xong, con làm bài tập xong hoặc là đi học về xong thì con có thể mở ra con chơi và con chơi một vài phút. Ở đây thì con có những nhân vật thợ lặn, con cá, cây phi lao, con cá mập. Ở đây thì con lập trình hai hai con cá mập và là một con cá cá nóc ạ. Khi bấm vào lá cờ xanh, màn hình sẽ hiện lên chữ chữ ở chữ level 1. Hiện tại ở đây thì cô vẫn cô bị mất cái khi bấm vào lá cờ xanh. Nó bị lỗi ở đâu? Đến từ ra vào lại. Ở đây nó bị Dũng ơi, ở đây của con đang không di chuyển được nhân vật người người thợ lặn à? Hay là không ném được cái phi lao? Con test lại thử xem. Cô vẫn không được. Ừ, rồi. Vậy thì Mạnh Dũng kiểm À thế cô bị nhầm nút, cô bị nhầm nút. Vâng tra. Rồi, thì mời Mạnh Dũng tiếp tục nha. ạ. Cô có thể di chuyển ở nhân vật người thợ lặn và cô sẽ và khi con chỉ chuột ở đâu đấy, con có thể phi phi cây phi lao, nhưng khi con chạm vào con cá mập thì cây phi lao sẽ bị gãy. Nếu như con chạm vào con cá này thì con thì nó có thể chuyển sang level khác. Và khi mà chạm vào con cá mập này thì nó sẽ bị mất mạng rồi. Ở đây thì mình thì chúng ta có một cái con cá nóc thì con đã lập trình cho nó có thể đổi mới liên tục như này và khi mà xuất hiện như này nó sẽ nói câu tôi sẽ giúp bạn tăng mạng. Để con xem nó này ấy và nó sẽ tăng mạng luôn. Ở đây thì khi sang level 3 con đã thêm cho một con cá mập nữa. Và khi sang level 3 con tiêu diệt con ấy con làm xong con đã phi phi xong cái con cá thì nó sẽ hiện lên rồi chữ thắng á. Ở đây thì nếu mà con hết mạng thì nó sẽ hiện lên không nên thua. Nó sẽ hiện lên lên không nên thua thì con cũng gặp được rất nhiều lỗi. Ví dụ như là con lúc đầu là con không thể lập trình cho cái con cá mập này khi mà cây phi lao chạm vào con cá mập hai này thì nó bị đi xuyên qua nó và nó không thể bị gãy được. Thế nên là con nhưng mà bây giờ con đã có thể lập trình được cho cái phi lao khi chạm vào con cá mập hai nó bị ở đây thì con thích nhất là cái nước phát âm thanh này bởi vì là con bởi bởi vì là con có thể tải
cả những cái âm thanh từ bên ngoài vào đây. Có thể khi khi mà có bốn lá cờ xanh thì nó sẽ phát phát cái âm thanh này, nghe rất là hay. Ở đây thì con lấy cái nhân vật thợ lặn này ở trong thư viện, còn nhân vật cái phi lao là con tự vẽ. Và nhân vật level thua không nền thì con vẫn cũng lấy từ thư viện, còn các nhân vật khác thì con cũng lấy từ thư viện ạ. Con cảm ơn thầy cô và các bạn đã nghe thuyết trình của con. Rồi. Cảm ơn bạn Mạnh Dũng đã chia sẻ về cái phần dự án của mình. Mạnh Dũng cho thầy hỏi là nếu như có thêm thời gian thì con có muốn phát triển thêm cái tính năng nào cho dự án của mình không? Nếu như có thêm thời gian thì con sẽ cho thêm, và con sẽ khi mà con sang level 3 thì con sẽ đổi thêm cái phông nền cho nó đẹp hơn, và con sẽ cho thêm một nhân vật nữa vào đây để làm thành hai nhân vật, để khi và con sẽ tạo thêm level 4 để khi mà sang level 4 sẽ có hai nhân vật cá, à sẽ hai nhân sẽ có hai nhân vật cá. Rồi, cảm ơn bạn là Mạnh Dũng. Chúng ta vừa được lắng nghe bạn Mạnh Dũng đến từ Hà Nội thuyết trình về cái dự án của mình. Rồi sau đây chúng ta sẽ có sự chia sẻ về dự án của bạn Mạnh Dũng. Rồi thầy mời bạn Thanh Tùng nào. Con thấy là bài của bạn Mạnh Dũng bạn rất sáng tạo. Con thấy là viên kim cương của bạn đấy nó đang vẫn bị trùng màu với cái phông nền nên sẽ rất khó nhìn nhìn ở trong cái phông nền này. Con nghĩ bạn nên đổi màu nó sang màu màu khác để cho tương phản với màu xanh nước biển. Ý con là cái màu của viên kim cương nó đang là màu xanh thì nó cũng gần gần giống như cái màu xanh của cái nước biển nên là nó dễ bị lẫn màu đúng không? Vâng ạ. Rồi thầy đồng tình với ý kiến của bạn. Rồi thầy mời bạn Phúc Lâm nào. Con thưa thầy là con thấy phần thuyết trình của bạn vẫn hơi ngắc ngứ, còn phần đồ họa bạn thì con nghĩ là bạn nên cho phông nền đẹp hơn nữa. Rồi, cảm ơn ý kiến của bạn Phúc Lâm. Rồi, chúng ta vừa được lắng nghe bạn Mạnh Dũng thuyết trình về cái dự án trò chơi bắt cá. Rồi, theo có chia sẻ như sau. Thứ nhất về cái phần thuyết trình. Thì các bước thuyết trình ở đây thì theo thấy là Mạnh Dũng thực hiện khá là tốt. Con nói tốt các bước thuyết trình theo thứ tự. Phần thứ hai đó là cái kỹ năng thuyết trình. Thì Mạnh Dũng đã có rất là nhiều tiến bộ. Ở trong phần này thì theo thấy con cũng khá là mạnh dạn tự tin. Nói cũng khá to, rõ ràng chia sẻ về cái dự án này. Rồi, thầy khen Mạnh Dũng về phần thuyết trình nha. Đánh giá thứ hai đó là về phần dự án của Mạnh Dũng. Thì thứ nhất là về phần đồ họa, rồi con thu nhỏ cái phần dự án vào đi. Thì theo thấy là con thiết kế cái phần các cái nhân vật ở đây cũng khá là đẹp mắt, rất là tốt. Phần đồ họa con thì theo thấy là các nhân vật cũng khá là phù hợp. Chỉ có một chút như các bạn chia sẻ đó là cái viên kim cương đó thì con có thể đổi cái màu của nó cho nó khác đi, đúng không? Con đổi cái màu cho nó khác đi thì nó sẽ không bị lẫn vào cái màu của nước biển đó thì có thể nhìn nó sẽ được nổi bật hơn. Rồi, còn về phần đồ họa về cơ bản thì theo thấy là khá là hài lòng. Về cái kỹ thuật lập trình thì theo thấy là con lập trình các cái chức năng ở đây rất là tốt. Đó, phần lập trình tốt, chúng ta thấy trải nghiệm sử dụng sản phẩm thì theo thấy tốt. Và có một chút đó là ban đầu thì con bấm nhầm cái phím thôi chứ không phải sản phẩm của Mạnh Dũng bị lỗi. Con nhầm cái phím bấm mũi tên phải trái khi bấm ở trên bàn phím. Về cái đánh giá về cái sự sáng tạo thì theo thấy Mạnh Dũng ở đây rất là sáng tạo. Con đã tạo ra được một cái game khá là hay, săn bắt cá ở bên dưới nước. Con tạo ra những cái nhân vật mới này. Bên cạnh đó thì con có phát triển lên được ba cái level và càng lên những cái level cao hơn thì nó càng tăng độ khó, đúng không? Level 1 thì chỉ có một cái con cá mập nó chắn đường thôi, nhưng lên level 3 thì nó có ba con cá hai con cá mập liền. Nó lại càng tăng cái độ khó cho cái phần dự án này của mình lên khá là nhiều. Rồi, thì theo thấy là đây cũng là một cái sự rất là sáng tạo. Đó, thì theo thấy là trong cái bài này của Mạnh Dũng thì theo cũng thấy rất là hài lòng về cái phần bài này của con. Rồi, thầy khen Mạnh Dũng nha. Về đánh giá chung cái phần dự án này của Mạnh Dũng thì phần thuyết trình thì theo thấy tốt và cái phần dự án này của Mạnh Dũng thì cũng rất là tốt. Rồi, cảm ơn Mạnh Dũng đã chia sẻ với thầy và các bạn một dự án rất là hay và hy vọng rằng là con có thể tạo ra được nhiều những sản phẩm hay nữa để chia sẻ với thầy và các bạn nhé. Rồi, thầy khen bạn Mạnh Dũng nha. Cảm ơn con.